Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con nha. Vừa về mẫu Mazda 3 nè. Xe này chủ nhà đồ full người chơi. Cô chú anh chị nè. Đi sau dàn kè cản sau là đèn thắng của cánh dơi đẹp không? Logo của Mazda 3 dòng này form mới nha. Đây đèn bông cô chú anh chị nè. Đèn bông form mới là biểu tượng logo Mazda 3 nha. Bản Sport đẹp cực kỳ luôn, form thể thao. Em đi chạy thì bá đạo rồi. Nước sơn bên ngoài là very good nha bà con. Mâm nè, mâm đúc nguyên bản của dòng Mazda 3. Mâm cây 5 cánh nha cô chú anh chị nha. Đẹp vỏ nè, vỏ khá là mới, đăng kiểm mới luôn. Chủ nhà chịu chơi, nhưng mà không chịu chi. Hết tiền rồi bán lại cho Trần Anh luôn. Ok chưa bà con cô bác? Form chuẩn lắm, nước sơn bên ngoài thì gọi là very good nha. 4 vỏ mới nè, 4 vỏ 80% đều như nhau. Mâm đúc nguyên bản, gầm bọc ở trong từ phần về trắng bùn cô chú chị có đinh bấm nhựa nè. Còn nguyên rim chưa? Đó, form đẹp. Được chưa cô chú anh chị? Sở hữu cho em nó là hai cụm đèn mắt liếc nha. Đây là đèn mắt liếc nè cô chú anh chị nè. Chủ nhà đã lên xenon hết toàn bộ rồi. 4 bóng xenon và đi đôi đèn mắt liếc hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Mazda nè. Em này 51G29219. Xe ngay chủ ký rút hồ sơ được đầy đủ các tính năng nha. Đẹp không cô chú anh chị? Đó là mùng 2 tháng 9 Trần Anh mang lại những mẫu xe đẹp nhất để cho cô chú anh chị nhanh tay bốc máy alo cho em, cho Trần Anh giao xe tới tận nhà cho bà con cô bác. Đi chơi ngày 2 tháng 9 quá là very good luôn. Họ sơn si chất lắm, bóng lư. Nói chung là anh chủ này là anh làm bên quân đội nha. Nay anh chơi hết lúa là anh bán lại cho Trần Anh. Đây cô chú anh chị. Chủ nhà là full nè. Ghế là ghế 5D rất là đẹp nha. Mạc tem hai bên trụ rất là ok. Dòng này sẽ trang bị nè. Túi khí nè. Túi khí bên phụ bên tài nè. Trang bị màn hình. Một cái màn hình thôi. Trang bị loa súp. Chìa khóa nguyên bản của dòng Mazda. Lắc nè. Anh chị không? Trần Anh lắc chìa khóa nổ rồi vô lăng nè. Vô lăng này trang bị là túi khí nè. Tắp bi tắp lô gương chỉnh điện đầy đủ cái tính năng nè. Có đèn chân, đèn gầm nè, đẹp không? Đó, xe sạch sẽ, số sàn thôi. Em này như là 1.5.6 gì thôi. 1.5.6 gì đâu đó, nó rơi cho cô chú anh chị cũng nằm tầm 7 lít. Đó, sạch sẽ chưa? Ghế ở trong là khá là đẹp nha. Ghế nói chung hầu như là chủ nhà bọc mới hết. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ, cái tính năng lót sàn sạch sẽ. Phía sau là có trang bị hai cái màn hình gối nè. Mấy cái màn hình này chắc chả xài được đâu. Vậy thôi, có tượng trưng tượng hình thôi. À, tắp bi tắp lô liền lạc nè. Chủ nhà dán ron cách âm hết toàn bộ, lóc khóa cho em an toàn. Hệ thống hai bên trụ cửa là không có dấu hiệu là móp méo nha. Chất đóng cửa liền lắm. Mẫu thì nó nhỏ gọn cực kỳ, anh chị có thấy form sport rất đẹp không? Tướng em nó thon gọn, thoải mái đúng không? Nhìn rất là very luôn cô chú anh chị ạ. À, tuyệt vời lắm. Mời bà con trải nghiệm vô phần máy nè. Máy em ru. Riêng Mazda là một sở hữu ngay một dòng xe thương hiệu của Nhật rồi nha cô chú anh chị nha. Nè, phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ luôn nè. Phiếu nhắc bảo dưỡng thay nhớt nè. Ok, xe cưng Ninh Thuận, được chưa? Chủ nhà kỹ, nói chung người ta mang vô hãng người ta bảo dưỡng bảo hành rất là tuyệt vời. Trang bị là la súp nè, trợ lực em này nhẹ tưng nè cô chú anh chị. Đi được 200.000 km rồi nha bà con nha. Đây là phần máy lạnh nè. Đó, Trần Anh mở một phát có lạnh rồi. Rất là nhiều tính năng trên chiếc xe. Đồng hồ báo tua máy, báo km, báo xăng, báo nhiệt đầy đủ cái tính năng. Đèn còi đầy đủ nè. Và đến đây nè, chúng ta có bộ gương chỉnh điện nữa nè. Đó, tầm nhìn quan sát rất là ok nha. Rất là thoải mái luôn cô chú anh chị ạ. Kết hợp chúng tính năng là chủ nhà lên đèn LED, mạc tem nguyên bản nguyên rin. Rin hết, tắp lô tắp bi sạch sẽ. Anh chị thấy đẹp không? Đó là hàng cọp đó nha. Trang bị một cái màn hình nghe đĩa thông thường, nghe USB thôi bà con cô bác ạ. Khay học để đồ tẩu sạc. Đây là cô chú anh chị. Các tính năng nè, khá là ok, cần thắng tay nè. Không một tí phai mờ. Khay học để đồ nỉ non nguyên bản luôn. Mẫu thì cô chú anh chị chạy thì cực sướng rồi bà con. Form đẹp lắm. Form của em nó thời thường từ xưa đến giờ rồi. Anh chị thấy sạch sẽ không? Đó, sạch sẽ vô cùng. Bốn cánh cửa tắp bi nè. Khá là đẹp nha. Tay nắm nè, tay nắm nhựa nguyên bản nguyên rin. Kết hợp bây giờ ở đây chúng ta sẽ có bốn cái loa nha cô chú anh chị nha. Loa là loa nguyên bản của hàng Nhật, cho nên là âm thanh ánh sáng thì nghe phải gọi là cực kỳ là ok. Phía sau là hệ thống báo rin nè anh chị nè.
Đây là hệ thống của dây đai bảo hiểm an toàn cho trẻ em nha. Khay học tì tay đầy đủ chưa? Đó. Xe chuẩn. Được chưa? Mời cô chú anh chị trải nghiệm ngay phần máy. Hàng cọp không mua là quá tiếc luôn. Anh chị thấy đẹp không? Kết hợp là xi nhan bên hông nè. Đầy đủ các tính năng đây cô chú anh chị nè. Đó, tích hợp xi nhan lên LED, lên 4 quả đèn, 4 quả bi LED đẹp tuyệt vời. Em này thì đi đầm rồi, 100 mấy chục triệu. Đi cực kỳ là đầm nha bà con cô bác. Đây là cục máy nguyên bản của dòng Mazda nè, cô chú anh chị là mới không? Đó, Trường Anh dọn cục máy thì bà con cô bác coi đi, cho Trường Anh mấy điểm. Logo Mazda trang bị bình 70A luôn. Nè bà con, trang bị cái bình cực kỳ là lớn, hai bên trụ cột rồi, bóng loáng. Hồi bạn chỉ dẫn cô chị, mẫu này thì siêu VIP rồi. 4 máy nè, 1, 2, 3, 4, 4 máy nha. Mẫu này xài toàn bộ hệ thống xích cam nha, không còn dây loa cam nữa đâu, cho nên là không sợ phải nằm đường. Xích cam thì biết bao giờ nó mới đứt nè. Anh chị xích cam đang quay nè. Này là tăng cam tự động ở trong nha, em nó tự tăng cam luôn. Dầu trợ lực nè, nước giải nhiệt, nước xịt kiến ở hai bên trụ nè, rất là chuẩn. Đó, ok chưa bà con cô bác? Bà con cô bác mua về chỉ việc chạy thôi, 4 banh xẻ thôi. Nè, keo chỉ với nó cabo nè, cô chú anh chị nè, liền lẹt nha. Đây bà con, đó, liền lẹt. Anh chị để ý cục máy nè. Anh chị thấy cục máy không? Máy chất không? Chất lụi. Ổ ga FI nguyên bản luôn, em này xài 4 cái bếp full thôi nha cô chú anh chị nha. Đây là hệ thống Boe nè. Hệ thống Boe của em nó hầu như là nguyên zin hết. Cái phần đầu của Boe đây nè, phần đầu của Boe là lấy gió nè. Đây là có một cái nắp để cô chú anh chị đầy bảo vệ nè. Bảo vệ cái đầu lấy gió vô Boe nha. Anh chị thấy đẹp không? Đó, hàng siêu cọp. Nói chung qua thời gian 5 tháng người ta có canh chỉnh máy móc, như mặt nắp cò có canh chỉnh nè. Anh chị à, đây nè. Đó, mặt nắp cò có canh chỉnh nha. Đó là báo luôn. Báo thẳng và báo chuẩn. Đúng rồi, mặt nắp cò có canh chỉnh lại. Chất chưa bà con cô bác? Số máy là mới tinh luôn. Anh chị nè, số máy nè, máy móc là cực kỳ là khô ráo nè. Anh chị thấy khô ráo không? Quá khô ráo luôn. Hết sức chưa? Ở đam mê mẫu này thì alo cho em. 100 mấy chục triệu. Sở hữu ngay mẫu này rồi. Em này là form mới nha. Form mới hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Đó là hàng cọp. Trần Anh gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Thương hiệu đến từ Nhật luôn. Mời cô chú anh chị trải nghiệm ngay. Anh chị nè, hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng nè. Phía sau là hai tia nhúng tia lực hết toàn bộ nha. Nỉ cách nhiệt nguyên bản của dòng Mazda là còn green luôn. Xốp theo xe, vỏ đồi Secure đầy đủ các tính năng. Đây là phần cốp nè. Phần cốp khá là ok nha. Đó, lôi ra quay cho bà con coi luôn nè. Đó, phần cốp khá là ok. Được chưa? Không có dấu tích là gọi là mục mọt ở dưới cốp nha. Chất nụi. Cùng với Trần Anh trải nghiệm tiếp phần gầm. Nè, cô chú anh chị coi gầm 24 đẹp không? Đó, gầm khô réo, máy móc khô réo lắm. Nói chung là mẫu xe này sạch sẽ tuyệt vời. Chạy báo phê luôn. 1.5 à. Chạy báo phê luôn. Được chưa? Cái gầm 204 nè. Đẹp như thế này. Anh chị thấy cái gầm không? Nè, đó quay kỹ nè. Có chỗ nào mục không ạ? À? Không một chỗ nào mục vọt nha cô chú anh chị nha. Đó, bà con cô bác đam mê về mẫu Mazda 3E 2004 thì alo cho Trần Anh ô tô. Em kết thúc chương trình tại nơi này nhé. Trần Anh, see you and goodbye.
đăng kiểm tháng 2 năm 2023 mới đăng kiểm xong cô chú anh chị ạ. À.